Bye.
2 là ngày 14 tây tháng 5 2019. Bà con chúng tôi là một thành viên dân quan của trường Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đất dân chúng tôi là đất dân cư, đất ngoài ranh. Bà đời Lê Thanh Hải, tất thành ca Nguyễn Tua thu hồi trái pháp luật. Yêu cầu Tổng Thanh tra Linh Thái, Phó Thanh tra Đặng Công Quận và ông May ở cục 3 phải thấy rõ. Bà Trương Hiến này đã đến đây đã kêu gọi biết bao nhiêu ngàn lần mà nói 2019. Tại sao sao ông Tổng Thanh tra Linh Thái, bà con chúng tôi là một thành viên và thấy rõ quan của trường Thịnh, bộ hồ sơ phường Bình An, khu phố 3, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đất dân cho lên cái cư nắm rất rõ ranh và hiểu rất nhiều. Tại tất thành ca Nguyễn Tua vậy mà văn bản 7723 yêu cầu Tổng Thanh tra Linh Thái, Phó Thanh tra Đặng Công Quận và ông May ở cục 3 ở thanh tra chính phủ, văn phòng chính phủ gửi vô mà Nguyễn Thành Phong không thi hành. Vậy mà hãy thấy rõ chị thanh tra và thủ bà Trương Hiến này đã đến đây đã kêu gọi biết bao nhiêu ngàn lần mà nói không nghĩ đến người dân. Tại sao sao ông Tổng Thanh tra Linh Thái rồi có nghe dự án và thấy rõ thu hồi đất của dân, bộ hồ sơ 3 năm không hoàn chỉnh của chính quyền phải thu hồi đất đó là trả lại cho nhân dân. Thanh tra Lê Minh Khái vậy mà một cái dự án của công ty Trường Thịnh là đất tôi hiểu rất là đất dân cư, đất ngoài ranh. Vậy mà văn bản 7723 vậy mà các vị đương thời không khắc phục hậu quả thu hồi đất đó để trả lời cho gia chính phủ, văn phòng chính phủ gửi vô sống cho bà con chúng tôi sống một đời. Nguyễn Thành Phong không thi hành, còn đằng này mà các vị đã cha vẫn bao che thủ tướng sự thảo trung ương giấu giếm sự làm ngơ không nghĩ đến người dân, để làm khổ nhân dân chúng tôi suốt 16 năm rồi. Một dự án thu hồi đất của dân cao Tổng Thanh tra Lâm Khai không còn chờ Thanh tra Đặng Công Quận chính quyền phải thu hồi đất đó là trả lại cho nhân dân, phải lắng nghe. Vậy mà một cái dự án dạ, của thu công ty Trường Thịnh là đất tôi giải quyết, dân chúng tôi là đất dân cư, đất kia kệ thu hồi trái pháp theo văn bản 7723 vậy mà các vị đương thời dân không khắc phục hậu quả thu hồi đất đó để trả lời cho dân chúng tôi để một đời sống cho bà con chúng tôi sống một đời sống ổn định im lìm. Còn đằng này các chị vẫn bao che sự thật giấu nhiễm sự tham nhũng, các chị vẫn làm thế làm khổ nhân dân chúng tôi. Tổng Thanh tra Linh Khai ông đã hiểu cầu Tổng Thanh tra Linh Khai Phó Thanh tra Đặng Công Quận này ông ấy cục 3 về vụ việc phải lắng nghe và tiếp bảo 7723 của vụ mở quyết một cách triệt để theo văn bản 7723 của vụ 1 Nguyễn Dương gửi vô văn phòng chính phủ mà chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong không thi hành, các vị vẫn làm ngơ. Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật, Nguyễn Thành Phong để bắt buộc ngồi xổm trên pháp luật, coi công lý không có ra gì, trung ương cũng không ra gì. Vậy mà ai cho Nguyễn Thành Phong ngồi kiểm kê đó để hút máu nhân dân, làm khổ nhân dân? Ông đã hiểu bộ hồ sơ làm sao bà con chúng tôi có một cái niềm tin nơi các chị được? Về vụ việc dân quan dân chúng tôi không biết tin tưởng vào ai đây? Văn bản 7723 giao lãnh đạo nào để an dân trị nước, giao lãnh đạo nào của văn phòng chính phủ hút máu người dân chúng tôi gửi vô mà chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong không thi hành, các chị vẫn làm ngơ. Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật, Nguyễn Thành Phong ngồi xổm trên pháp luật, coi công lý không có ra gì, trung ương cũng không ra gì. Vậy mà ai cho Nguyễn Thành Phong ngồi kiểm kê đó để hút máu nhân dân, làm khổ nhân dân? Làm sao bà con chúng tôi có một cái niềm tin nơi các chị được? Dân chúng tôi không biết tin tưởng vào ai đây, vào lãnh đạo nào để an dân trị nước, giao lãnh đạo nào để hút máu người dân chúng tôi? Bữa nay là ngày 14 tháng 5
gửi ra ngoài 2019. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái phải nghe lời gỡ và phải làm việc đúng theo pháp luật, đúng theo sự thật để lấy lại niềm tin của nhân dân. Một dự án 3 năm không hoàn chỉnh mà chính quyền lãnh đạo không thu hồi, các vị làm sai mà tiếp tục làm sai. Bữa nay là ngày 14 tháng 5 chứ không phải làm sai 2019 hậu quả để lấy lại niềm tin của nhân dân. Yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, yêu cầu Thủ tướng Trương Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Trương Hòa Bình, bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và phải làm việc thanh tra lên đúng theo pháp luật, thu hồi đất công ty Trường Thịnh đúng theo sự thật, trả quyền lợi cho nhân dân chúng tôi để lấy lại niềm tin của nhân dân một cách hợp tình hợp lý. Một dự án 3 năm không hoàn chỉnh, các vị mà chính quyền lãnh đạo không thu hồi, người dân chúng tôi các vị làm sai nơi lãnh đạo mà lãnh đạo thờ ơ vô cảm chứ không phải sự làm sai mà khắc phục hậu quả. Rồi Lê Thanh Hải tiếp tục lấy lợi niềm tin của nhân dân, làm trái không khắc phục hậu quả, làm đúng sự thật đi. Yêu cầu dân chúng tôi cần một vị lãnh đạo Thủ tướng Trương Hòa Bình trung thực, bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cái tâm, có cái đất, có cái tài phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh, dân về nước trả quyền lại cho nhân dân chúng tôi, chứ dân chúng tôi không cần những lãnh đạo ngồi mát thôi mát ra chứ các vị thờ ơ vô cảm với người dân. Đã người dân chúng tôi yêu cầu nơi lãnh đạo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà lãnh đạo Nguyễn Thị Kim Ngân vô cảm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tổng thanh tra Lê Minh Khái phải thu hồi đất, rồi Lê Thanh Hải tiếp thành ca Nguyễn Phú là sai làm trái một cách hợp tình hợp lý, không khắc phục hậu quả, làm đúng sự thật đi. Dân chúng tôi cần để lấy lại niềm tin của nhân dân trung thực, có cái tâm, bây giờ có cái đất, có cái tài ở trung ương để an dân về nước. Ông lãnh đạo nào chứ dân chúng tôi không cần những lãnh đạo ngồi mát làm đúng đi thờ ơ vô cảm với người dân. Các vị cứ thờ ơ yêu cầu vô cảm máu lạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dân chúng tôi phải tin tưởng vào ai đây, vào lãnh đạo nào để an dân chị nước, tổng thanh tra Lê Minh Khái vào lãnh đạo nào phải thu hồi đất công ty Trường Thịnh trả quyền lại cho nhân dân chúng tôi một cách hợp tình hợp lý. Còn vụ nước, vụ xăng, vụ điện để lấy lại niềm tin của nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng bây Trung giờ Hồ ở trung ương giá xăng, ông lãnh đạo giá điện về giáo thủ Thanh Liêm không được quyền hút máu người dân, làm đúng đi, không được quyền để lấy lại niềm tin của nhân dân, người dân các vị cứ thào ai vậy vô cảm nhất ở trung ương lạnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, dân chúng tôi phải tin tưởng vào ai đây, vào lãnh đạo nào, bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, vào lãnh đạo nào giá điện và người dân giá xăng về ý vị cúc chỉ cụ. Còn vụ để lấy lại niềm tin của nhân dân, vụ xăng, vụ điện yêu cầu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đi đâu mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải trả giá xăng và giá điện về giá cũ, không được quyền hút máu người dân. Tôi hỏi bà con ở thành phố Hồ Chí Minh này làm khổ người dân, nước mình còn tự do, còn dân chủ, yêu cầu ba vậy, còn cao lớn nhất ở trung ương, còn trong sạch hay không? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải trả giá điện và tự do, dân chủ, giá xăng, trong sạch về ý vị ba chương điện này đâu có xuống đường biểu để lấy lại niềm tin của nhân dân đâu. Ứng này mình đi đâu mà vòng vòng. Tôi đại diện cho 90 triệu người dân phản ảnh vụ xăng và vụ điện phải trả về. Tôi hỏi bà con ở thành phố Hồ Chí Minh này, nếu bằng không cái đất nước mình 90 triệu người dân tự do sẽ xuống đường.
người dân như chúng tôi tin phải sống thầm thao khổ sở. Đất dân chúng tôi là đất ngoài ranh, đất dân cư, thu hồi trái pháp luật. Tôi tại sao đại diện cho chính quyền của người dân đồng thời phản ảnh vụ Thăng, Kỷ Lực và vụ Điện, Lê Thanh Hải và tất cả gì vậy chứ? Tại sao nếu tôi nói Thanh Hải đất thành chính chính quyền người dân sẽ xuống đường tái trước dân ba nữa dân sạch để lấy lại công bằng của người dân chúng tôi, lấy đó làm gương. Một cái đất nước không tự do, không dân chủ, kỷ luật gì? Những tên tham nhũng chơi chơi dân ngoài chúng tôi, kỷ luật ai? Thầm than khổ sở. Đất dân chúng tôi là đất tôi hỏi tất cả bà con thành phố dân này 90 triệu người dân trả pháp có đồng ý tại sao tăng điện hay không? Rồi ông Nguyễn Phú Trọng bà con có đồng ý hay thôi? Không ai đồng ý hết. Kỷ luật tăng thân tăng điện hại là hút máu của người dân. Tại sao không đưa Lê Thanh Hải đất thành Trang Nguyễn Trương mà 90 triệu người dân không dám nói sự thật, không dám nói công bằng của tại người vì dân người dân của Việt Nam mình hở ra làm gương bị đàn áp, bị bắt bớ các vị kỹ lực. Kỹ lực gì? Những tên tham nhũng nhở nhơ ngoài dòng pháp luật, kỹ lực dân nguyên là những người dân cho chúng tôi hỏi tất cả bà con thành phố Hồ Chí Minh này quyền chính trị người dân có quyền lên đây không? Tăng có quyền không? Dân mang rên bà con có đồng ý hay không? Vậy mà không ai đồng ý hết. Ừ, trung ương tăng thanh tăng điện là dẫn mang người dân vô cảm máu lạnh với người dân chúng tôi mà để mà người dân chúng tôi người dân suốt 16 năm không rồi. Dám nói sự thật, không dám nói công bằng 16 năm rồi. Tại vì mà người dân của Việt Nam mình và địa phương dẫn bưng bít sự thật, bị bắt dẫn bao che sự thâm nhũng ăn vẫn làm khổ nhân dân chúng tôi. Đời sống bà con đâu chưa ổn định, những người dân giờ lại cho tăng thân và mất đất tăng điện có quyền đi đời có quyền các chị muốn tăng thân tăng điện có hội qua dân mang rên 90 triệu người dân tôi có đồng ý hay chưa? Vậy mà từ trung ương và địa phương vẫn làm ngơ vô cảm máu lạnh với người dân chúng tôi mà để người dân chúng tôi suốt 16 năm rồi, 16 năm rồi mà các vị trung ương và địa phương bà con tự vô khai bút yên vẫn bao che sự thay đổi mai vẫn làm yên khổ nhân dân chúng tôi, không ai làm phiền hết. Đời sống bà con chúng tôi chưa ổn định, tôi bây đây. Giờ lại cho tăng thân, tôi là người độc lập tự do tăng điện, tôi là người nói lên sự thật. Những các chị muốn tăng thân tăng điện không dám nói, có hỏi qua 90 triệu người dân tôi có đồng ý hay chưa? Không có quyền gì quý hơn độc lập tự do, mà khi độc lập tự do rồi chúng tôi phải làm than như vậy nè. Ít nhà chúng tôi đang có một đời sống ổn định, bà con tự do khai bút yên chương mà bây giờ không chịu cả khai bút yên chương vậy không chứ? Ai làm phiền mấy ông vô lãnh đạo để làm gì? Tôi thoải mái từ trung ương và địa phương là người đất chịu cho sống trong lòng dân, người nói lên sự thật của chúng tôi. Những gì các chị còn tôi giống không dân của chúng tôi chứ các chị ở trung ương không phải sống ngoài càng khôn đâu. Các chị coi chừng quả báo đó. Không có quyền gì quý hơn độc lập tự do, mà khi độc lập tự do rồi chúng tôi phải làm than như vậy nè. Một cái đất nước không độc lập, không tự do, không dân chủ, không công bằng, không dân sạch, bây giờ không chịu cả là những con sâu một rớt vậy chứ khổ mấy ông lên lãnh đạo để làm gì? Từ trung ương và địa phương các chị còn sống trong lòng dân của chúng tôi, các chị còn cả bà con ở thành phố Hồ Chí Minh này thấy thành phố Hồ Chí Minh mình có đất các chị ở trung ương không phải sống có tự do ngày càng khôn đâu không có trong sạch hay không? Không bao giờ có. Các chị coi chừng quả báo đó, chị bị đàn áp bắt bớ giả man, người dân lên nói tiếng sự thật ta sẽ bị bắt. Nhưng bà chưa hiểu này, một cái đất nước không độc
vô nước, vô xăng và điện. Tất cả bà con ở thành phố Hồ Chí Minh này thấy thành phố Hồ Chí Minh mình có độc lập không, có dân chủ không, có tự do không, có công bằng không? Các chị từ địa phương và trung ương quay đầu không làm bây giờ đi, phải làm người tử tế đi. Chị bị đàn áp, bắt cóc, sao tôi nói sự thật? Người dân đâu có dắt cư cho người ta hiểu là sẽ bị làm sai. Nhưng bà trời quả nhiên đi, phải quay đầu là bà sự thật, làm việc những gì là người mà người dân đây nói không dám nói. Bà tôi sẽ đi vô 24 tiếng trường nếu người dân đừng có quay phản ảnh, quay là nó chụp máy liền, vô sao vô 24 tiếng trường coi thoải mái. 130 mười mấy cái liền, muốn điều nào phản nào lực nào tôi đều có hết. Các chị từ địa phương và trung ương quay đầu là bờ đi. Có ai là người dân nói sự thật đây? Tôi dám nói ai? Sao tôi nói sự thật khi tôi đã nói dắt cương cho người ta theo ai hết, không sợ một sai nào, sai quá nhiều đàn áp chúng tôi quay đầu là bờ. Mà người nào lại đàn áp bà Trương Thị Yến này? Là người tử tế đi, là trái luật 100%. Bà con cứ vô khai bút yến chưa có thoải mái, hãy thức tỉnh đi. Quay là nó chụp từ trung ương và địa phương, vô khai bút yến chưa có thoải mái, phải làm một người tử tế cho người dân giờ đi. Muốn để điều nào niềm tin của nhân dân tôi đều có hết. Yêu cầu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, có ai là người dám nói sự thật không? Tôi dám nói khi tôi đã nói. Thì Kim Ngân, tôi không sợ ai hết, không sợ một gì nào. Và tổng thanh tra Lê Minh Khải đã thu hồi đất công ty Trần Thịnh, trả quyền lợi cho nhân dân. Bà Trương Thị Yến này, bằng trái luật 100%, bà Trương Thị Yến này sẽ nói những sự thật. Phải thức tỉnh đi, chị từ trung ương và từ trung ương và địa phương, ai làm trái thức tỉnh đi, phải làm một người tử tế cho người tăng dân sao đi, để lấy lại niềm tin của nhân dân, là hút máu nhân dân. Tháng tháng này tới tháng sau phải trả về vụ xăng và vụ điện theo giá yêu cầu, không được quyền thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên giá, phó thủ tướng Trương Hòa Bình làm khổ nhân dân và hút máu nhân dân. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, tôi xin đại diện cho 90 triệu người dân phản ảnh vụ xăng. Và tổng thanh tra Lê Minh Khải phải thu hồi đất công ty Trần Thịnh, trả quyền lại cho nhân dân chúng tôi. Bằng không, bà Trương Thị Yến này sẽ nói những sự thật mà các chị tự con rồi nè. Làm sai làm trái hút máu. Tôi là người nói sự thật, nói một cách công bằng, tăng xăng, tăng điện sẽ đại diện cho 90 triệu nhân dân phản ảnh. Với tháng này tới tháng sau phải trả về vụ xăng, Nguyễn và vụ điện theo giá thủ tướng chính phủ, không được quyền Trương Hòa Bình lên giá. Bà chủ tướng Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm khổ nhân dân và hút máu nhân dân. Giá điện và giá xăng đại diện cho 90 triệu người dân phản ảnh vụ xăng. Chúng tôi vụ điện có một đời sống ổn định, tôi xin đại diện 90 triệu người dân phản ảnh vụ điện và xăng. Đi được. Đó bà con cứ coi nè, tôi là người nói sự thật, nói một cách công bằng, sẽ đại diện cho 90 triệu người dân phản ảnh về vụ xăng điện. Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng chính phủ, phó thủ tướng Trương Hòa Bình, bà chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phải trả giá điện và giá xăng về chỗ cũ cho người dân. Chúng tôi có một đời sống ổn định, tôi xin đại diện 90 triệu người dân phản ảnh vô về điện và xăng. Đây là trên đường về tòa đại sứ quán Hoa Kỳ.
trên đường về tòa đại sứ quán Hoa Kỳ. Trên đường lại tòa đại sứ quán Hoa Kỳ. Trên đường lại tòa đại sứ quán Hoa Kỳ. Bữa nay là ngày 14 tháng 5 2019. Bà con dân quan chúng tôi là dân quan Trần Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đời Lê Thanh Hải, Tất Thành Căn, Nguyễn Đô, Nguyễn Cơ, Thái Thị Hạnh, Lê Thị Kim Dùm, Nguyễn Tập Đoàn từ thành phố và quận 2 thu hồi đất của dân chúng tôi trái pháp luật. Ở đây là tòa đại sứ quán Hoa Kỳ, bà con ơi. Bữa nay là ngày 14 cộng đồng cả nước Hoa Kỳ tháng 5 và Trương Thiên đến 2019 tòa đại sứ quán Hoa Kỳ đây, bà con, để cho dân quan chúng tôi tới là dân quan Trần Thịnh và cộng đồng phường Bình An nhìn vô cái nước Việt Nam là đúng hay sai, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh cướp đất dân ngoài dòng pháp luật. Đời Lê Thanh Hải, Tất Thành Cao, Nguyễn Cô, Nguyễn Cô, Thái Thị Hạnh, Lê Thị Kim Dùm, Nguyễn Tập Đoàn mà còn tiếp tục bưng bít cái sự thành phố, bưng bít cái sự tham nhũng, thu hồi đất của nhân dân chúng tôi trái pháp luật. Ở đây là tòa đại sứ quán Hoa Kỳ, bà con ơi. Bữa nay là ngày 14 cả nước Hoa Kỳ, bà Trương Thiên đến tòa đại sứ quán Hoa Kỳ đây, để cho cả quốc tế, cả thế giới Hoa Kỳ và cả thế giới cộng đồng nhìn vô cái nước Việt Nam mình là đúng hay sai. Trần Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2 yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ngoài dòng pháp luật phải thực hiện và giải quyết ngay cướp trái không chịu trả cho dân của vụ 1 mà còn tiếp tục bưng bít cái sự tham phủ theo chỉ đạo của cái sự tham nhũng trương của mình để làm khổ cho dân chúng tôi. Nguyễn Thành Phong không thi hành, Nguyễn đây Thành là tòa đại sứ quán làm trái xe theo pháp luật. Bữa nay là ngày 14 Nguyễn Thành Phong làm trái theo sự thật, bao che sự tham nhũng để làm khổ cho dân chúng tôi. Một cái đất nước cả thế giới Hoa Kỳ, một cái đất nước không dân chủ, cả thế giới cộng đồng không công bằng. Nhìn vô đây, đất nước dân quan công ty Trần Thịnh, phường Bình An, khu phố 3, quận 2 các chị đã lấy niềm tin của nhân dân chúng tôi đây, Hồ Chí Minh phải thực hiện và giải quyết cho chính phủ kêu người dân phản ánh vụ 1 vụ điện văn phòng chính phủ, vụ xăng thủ tướng chính phủ theo chỉ đạo xăng và điện trương của mình lên bất hợp pháp. Khi mà xăng thủ tướng chính phủ Nguyễn Thành Phong làm trái xe theo tiền điện lên Nguyễn Thành Phong làm trái theo sự thật cho
cái gì chơi trên pháp luật giá cũ tôi người dân không hay gì để người dân chúng tôi ổn định. Đời mình là đường đường chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong mà làm sai làm trái những người dân, cho các ông lên đại diện người dân mà các ông làm sai làm trái. Dân qua trung ương, dân thành phố Nguyễn Thành Phong mà đó là gì? Yêu cầu chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải thực hiện và giải quyết theo văn bản 7723 của vụ là nô bộc đầy tớ của dân dân tượng theo chỉ đạo những của sai dân có quyền phản ánh vậy mà Nguyễn những Thành Phong sai thi hành dân có quyền nói sao làm trái theo pháp luật. Bà con Nguyễn không có ngồi sợm trên pháp luật nhưng mà bà con thủy không hay gì. Bà Trương Hiến định cư Hoa Kỳ, mình là đường đường chủ tịch dục kêu người dân ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong đề vụ xăng vụ làm sai làm trái xăng điện người dân lên một cách bất hợp pháp cho các ông lãnh đạo người dân tôi thôi mà các ông làm sai làm trái vậy chứ trung ương có hỏi cho bà con làm ơn đó là gì? Có ai đồng ý giá xăng không? Có ai đồng ý giá điện không? Lãnh đạo là nơi đó bà con tốt của nhân dân không dám nói lên những gì sai dân có quyền phản ánh này những cái gì không sai giải quyết cho bà dân có quyền nói ra sự thật nói ra sự thật bà con nói dân nói không ai biết bạch rõ ràng nhưng mà tôi là Trương Hiến định cư Hoa Kỳ cướp đất của dân chuyện cho chính chục kiểu người dân dân cướp sai phạm lầm cướp trái pháp luật vụ xăng bây giờ cho giá xăng giá điện điện lên một cách lý bất hợp pháp phải trả giá xăng cho giá điện người dân chúng ta thôi chế tụ tôi sẽ phản ánh cả bà con thành phố dân bên này phản ánh có ai đồng ý giá xăng không? Có ai đồng ý giá điện không? Tất cả bà con không dám nói ra tiếng nói sự thật nhưng mà bà Trương Hiến này không giải quyết cho bà chị nói bà sống gì đây vì dân vì nước cách công khai với thay vì cá nhân thay vì ruột của riêng tư cho các vị của dân những người dân lầm than lầm trái pháp luật bây giờ cho giá xăng giá điện lên bất hợp cướp đất cướp nhà của giá giá xăng và giá điện trái pháp luật về vị chế tụ đất dân cư đất này ra đại diện cho 90 triệu người đúng rồi trái pháp luật phản ứng không ăn chịu cả gọi là cướp cạn của nhân dân hút máu của nhân dân một cái đất nước không tự do không dân chủ không công bằng không dân sạch rồi người dân chúng tôi phải sống như thế nào đó? Chị nói sống vì ai? Vì dân vì nước hay vì cá nhân? Hỏi ông hay bí thư thành ủy của riêng tư cho các vị. Hỏi ông bí thư thành ủy người dân, dân. Lầm than không tin bố cho bộ chính trị cái là thầy Hồ Chí Minh này không còn dân biểu tình cướp đất cướp nhà của dân như bà chưa thì trái pháp luật dẫn cái biểu tình quay quay đất dân cư nào giải quyết cho tôi xong tôi không đi nữa đất ngoài ranh thu hồi trái pháp luật cho bà Trương Thị Yến này chịu phá khỏi là biểu tình cạn của nhân dân cơ số không không hơn mỗi ngày dân. Đúng giờ giấc là bà đi một cái đất nước không tự do không ai cấm chủ không công bằng không dân sạch tại người dân chúng tôi người dân chúng tôi phải có lực dân quyền lực dân quyền bảo vệ người dân dân chúng tôi bí thư làm chủ bản thân hỏi ông bí thư thành ủy Nguyễn Thị Nhân ông tuyên bố với bộ chính trị là thành phố chị nào lại đàn áp dân tôi là trái luật 100% rồi không dám đi như bà chưa thiện này dẫn cái biểu tình quay quay chừng nào giải quyết cho tôi đều tôi không nhận nữa. Người dân có quyền tự chủ không giải quyết người cho dân bà chưa thiện này bả chi đi biểu tình mà dân làm được cái số người dân có quyền dân bắt đi người dân có quyền biểu cho dân là bả đi không ai tại sao tất cả bà con tại người dân chúng tôi điện lý lực nhân quyền mà bà con không giúp được nhân quyền bảo vệ người dân diện cho bà con 90 triệu người dân dân làm chủ nước làm chủ bản thân và điện không ai được quyền đàn áp tôi xin đại diện cho 90 triệu người dân đi nào lại đàn áp chúng tôi là trái vụ điện 100% ơi vụ xăng không hợp lý lực nhân quyền và hút máu người dân tế phải trả giá công nhận và giá điện người dân có quyền tự chủ người dân người dân lên tiếng mới hợp những gì mà dân đã mất người dân có quyền dân bắn rên người dân có quyền biểu tình
dân quán công ty Trường Thịnh, phường Bình An, sao khu 3 quận 2 điện lên yêu cầu chủ tịch bà con không dám lên đây thành phố Nguyễn Thành Phong, tôi xin đại diện cho bà phải thực hiện và giải quyết cho kêu người giao văn bản phải hai ba trước mà của vụ mận và điện của văn phòng thủ tướng chính phủ theo chỉ đạo của phó thủ tướng, tôi xin đại diện lên chính cho kêu người giao mà Nguyễn Thành Phong chủ tiệm vụ không làm trái theo không hợp lý Nguyễn Thành Phong lợi ích nhóm và hút máu người dân Thành Phong phải trả giá tham nhũng và giá điện khổ nhân dân về vị trí cũ Nguyễn Thành Phong người dân ủy ban dân ngồi thủ pháp ngồi sớm trên pháp luật coi trung ương không cái gì một dân quan công ty Trường Thịnh tự do không dân chủ không công bằng quận 2 không dân sự yêu cầu chủ tịch người dân chúng tôi phải sống làm sao đây Nguyễn Thành Phong phải thực hiện và giải quyết quá bất bình văn bản 7723 mà của vụ 1 tôi đã thủ tướng cho tôi với ông Nguyễn theo chỉ đạo của phó thủ tướng bí thư thành ủy Dương Hòa Bình ông cấm không cho dân là Nguyễn Thành Phong nhưng mà bà cứ án này sẽ đi bằng thành ủy pháp luật chừng nào trả đất trả nhà cho tôi lợi ích nhóm tôi sẽ không Nguyễn Thành Phong bao che xuống đường nữa làm khổ nhân dân những cái gì chủ tịch của ban bình của nhân dân ngồi tôi đi lên tiền coi trung ương không cái gì lãnh đạo làm sai tôi có quyền phê bình người dân là một chủ đất nước không dân là gốc tự do không dân chủ quyền lãnh đạo chỉ là đặc tớ của nhân dân người dân tôi phải sống làm sao đây tôi nhắc nhở ông Nguyễn Thiện Nhân quá chính quyền lãnh đạo chỉ là đầy tớ của nhân dân chứ không tôi đã đàn áp nhân dân tôi với ông Nguyễn Thiện Nhân bí thư thành ủy ông cấm không cho dân biểu tình nhưng mà bà Trương Thiện tất này tất cả bà sẽ đi bỏ trên mặt này chừng nào trả thân trả nhà cho tôi giá điện tôi sẽ không nếu xuống không đường nữa ba con dân lên tiếng nói cái gì bất bình của nhân dân tôi hiểu lên tiếng nói những cái gì tôi lại lãnh đạo làm sao tôi có quyền phải lên nói sự thật đi người dân là chủ dân là gốc quyền đại thế là chính quyền lãnh đạo nhân dân chỉ là đầy tớ của nhân dân mà thôi tôi nhắc nhở ông Nguyễn Thiện Nhân chính quyền lãnh đạo chỉ là đầy tớ của nhân dân chứ không được quyền đàn áp nhân dân dẹp đi. Đây là tòa đại sứ quán Hoa Kỳ. Tôi hỏi tất cả bà con thành phố bên này tại sao giá điện tăng có hợp lý không giá điện không hợp lý bà con không dám nói tôi hỏi giá gì cho chính phủ kêu dân tại sao không có giá xăng và giá điện tôi đại diện cho bà con nè hợp lý cho bà con nói thật đi dân là chủ chính quyền đại thế là cơ mật của nhân dân gì hả không biết hả chị vào đây chính giữ rồi chạy lại 86 rồi ừ rồi dẹp đi đây là tòa đại sứ quán Hoa Kỳ tất cả bà con tại sao giá xăng giá điện không hợp lý bà con không dám lên tiếng bữa nay là ngày 14 đại diện kêu dân đại diện phải trả giá xăng và giá điện 2019 về vị trí cũ hợp lý cho những người dân hiểu đây là văn phòng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong dân quan công ty Trường Thịnh phường Bình An khu phố 3 quận 2 yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phải thực hiện và giải quyết theo văn bản 7723 của vụ 1 của văn phòng chính phủ theo chỉ đạo của phó thủ tướng Trương Hòa Bình tháng 5 2019 Nguyễn Thành Phong đây là văn phòng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong kêu cầu phạm riêng tại sao không thi hành theo văn bản 7723 của vụ 1 của văn phòng thủ tướng chính phủ dân quan công ty Trường Thịnh phường Bình An Nguyễn Thành Phong là Nguyễn Thành Phong chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong phải thực hiện và giải quyết theo văn bản 7723 người dân chúng tôi của vụ 1 của văn phòng chính phủ theo chỉ đạo của phó thủ tướng Trương Hòa Bình.
Nguyễn Thành Phong bao che sự tham nhũng, chị ra lợi ích nhóm, yêu cầu biết của riêng tư tên quỹ ban dân Thành Phong, Nguyễn Thành Phong phải thi hành theo văn bản phải yêu cầu của vụ một, chủ tịch quỹ ban dân Thành Phong Nguyễn Thành Phong phải thi hành chỉ đạo của phó thủ tướng theo văn bản 7723 của mà Nguyễn Thành Phong không thi hành. Chính phủ Nguyễn Thành Phong làm trái theo các văn bản 7723 đã chín tháng rồi. Thôi sớm Nguyễn Thành Phong phải công an không hay gì, chỉ tới 9 tháng rồi đó Nguyễn Thành Phong ơi. Trung ương chỉ đạo của tôi Nguyễn Thành Phong không thi hành năm rồi. Nguyễn Thành Phong gì nữa giấu giếm sự thật, nghe đây Nguyễn Thành Phong vụ việc dân quân nghe sự tham nhũng thôi đã sáng vô cái nghe lợi ích nhóm câu chuyện đã rõ ràng, tại chỉ sao Nguyễn Thành Phong không thi hành chứ không nghĩ đến người dân. Yêu cầu chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải thi hành và thực hiện theo văn bản 7723 của vụ một của văn phòng chính phủ. Vậy tôi hỏi tất cả văn bản 7723 đã 9 tháng rồi, thành phố Hồ Chí Minh còn hết được phải thi hành còn có mấy tháng rồi Nguyễn Thành Phong ơi, mà chủ tịch Nguyễn Thành Phong vụ của thi hành đã 16 năm rồi, Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật còn gì nữa. Thôi các công lý ở Trung ương không ra gì, vụ việc dân quan trường thịnh của chúng tôi đã sáng vô ban ngày câu chuyện đã rõ ràng. Tại sao Nguyễn Thành Phong không thi hành? Yêu cầu chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải thi hành theo văn bản 7723 của vụ một Nguyễn Duy Hưng ngày 15 tháng 8 2018, gần 9 tháng rồi Nguyễn Thành Phong đây là vậy. Tôi hỏi tất cả bằng tin hỏi ơi, không phải thi hành lên văn bản 7723 đi, quay đầu là bao đó Nguyễn Thành Phong ơi, mà chủ tịch ông sẽ là người tử tế thi hành để lấy lại niềm tin của nhân dân. Chủ tịch Nguyễn Thành Phong làm trái theo pháp luật, thôi thật công lý ở Trung ương không ra gì. Một cái đất nước không tự do, không dân chủ, không công bằng, không dân sạch, yêu cầu được, chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong chỉ có những con phải thi hành theo văn bản 7723 của vụ một Nguyễn Duy Hưng ngày 15 tháng 8 2018, cộng đồng gần 9 tháng rồi Nguyễn Thành Phong đây là Nguyễn Thành Phong thành phố Hồ Chí Minh gần 9 tháng rồi, không còn công lý, không còn trong sạch, ông phải thi hành theo văn bản 7723 quay đầu là con những người sau không nói khổ nhân dân ông sẽ là người tử tế đi để lấy lại niềm tin của nhân dân. Tôi mới đi qua, tôi mới đi qua tòa đại sứ quán mới về nè. Một cái đất nước không tự do, không dân chủ, không công bằng, không dân sạch, không còn pháp luật, không còn công lý, chỉ có những con sâu một nước ngập hồi. Yêu cầu chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong quay đầu là bờ đi, tất cả bà con cả thế giới cộng đồng và cả thế giới quốc tế văn phòng chính phủ thành phố Hồ Chí Minh này chỉ đạo không có thông lý, không còn trong sạch, vậy mà thành phố không thấy không có thanh liêm. Chín tháng rồi sao một nước không phải là Nguyễn Thành Phong, chín tháng rồi. Một cái văn bản tôi mới đi qua chỉ đạo về giải quyết cho dân quan sự thật, tôi mới đi qua tòa đại sứ quán Nguyễn Thành Phong giấu giếm sự thật, giấu giếm sự thật, bao che sự tham nhũng, tưởng đâu là tôi không biết sao. Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống đường quay quay, tôi sẽ đi biểu tình quay quay, yêu cầu chủ tịch Nguyễn Thành Phong dân thành phố Nguyễn Thành Phong quay đầu là bờ đó, tôi mới không đi nữa. Bằng không về theo văn không ông nào thủ tướng của văn phòng chính phủ cũng không được quyền cấp người dân chân hòa bình, vậy mà thành phố không người dân có quyền tự do dân chủ của người dân. 9 tháng rồi ông Nguyễn Thành Phong người dân có quyền được tháng rồi quyền của người dân, người dân có quyền dân mắng rên một cái văn bản nói của mình chỉ đạo về giải quyết cho dân quan quyền đã đang áp cho dân. 9 tháng rồi Nguyễn Thành Phong giấu giếm sự thật, giấu giếm sự thật, bao che sự tham nhũng, tưởng đâu là tôi không biết sao. Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống mấy ông quay hạ trước khi tôi lên làm đi biểu tình quay quay quận thành phố Nguyễn Thành Phong giải quyết gì dân gì được. Bây giờ rõ ràng tôi mới không đi nữa, không gì ai, không có ông nào vì cá nhân tướng vì bản thân Nguyễn Thành Phong lợi ích cũng không được quyền cấp người dân tham nhũng chứ Nguyễn Thành Phong không quyền tự do dân chủ của người dân.
Nguyễn Thành Phong, người dân có quyền nói sao sao bất tiện quyền của người dân. Phải người dân có quyền dân mang rồi. Đất rất chính xác. Phải những tiếng nói mà phải trả lại cho dân vị cái đất của bà chứ. Mà chính quyền nó đang ép cho dân 16 năm rồi. Mấy ông hả đời trước thì cướp đất sai, mấy ông bay đương thời thì bao che. Mấy ông hả trước thì lên làm việc từ phường. Rồi cả đất nước này bị mình ông của dân này như thế sao đi dân gì được. Cả đất nước bây giờ là chủ tịch Nguyễn Thành Phong sống gì ơi. Vì cá nhân tôi hỏi vì bà con thành phố chứ mà lại nhóm. Còn công bao che sự tham nhũng. Còn sự thật hay không. Chứ Nguyễn Thành Phong không phải sống gì dân hay không. Nguyễn Thành Phong lên đài sớm cho chúng được tiệt. Coi công lý không hay gì. Phải lo cho dân. Rồi những người dân chúng tôi phải sống làm sao đây. Phải trả lại cho dân. Sống như thế nào Trương Thiện này. Thành phố Hồ Chí Minh là những con sao rồi. Làm khổ nhân dân. Mấy ông hả đời cướp nhân dân thì cướp đất sai. Mấy ông bay đương thời thì bao che, giấu giếm sự thật, bao che sự tham nhũng. Rồi cả đất nước này vì mình của dân này như thế nào đây. Cả đất nước này một cái đất nước không công bình, không dân chủ, không chân thật. Tôi hỏi bà con thành phố Hồ Chí Minh này còn công lý hay không, còn sự thật hay không. Rồi làm sao người dân tôi phải sống đây. Còn pháp luật hay không. Yêu cầu mà Nguyễn Thành Phong thủ tướng sớm có pháp luật. Bà công lý không cái gì. Phó thủ tướng Trương Hòa Bình. Rồi những người dân chúng tôi phải sống làm sao đây. Phải là sống như thế nào trong sạch rõ ràng. Thành phố Hồ Chí Minh là những con sông mòn rớt. Làm phố hồi đó công ty Trường Thịnh hút máu nhân dân. Trả lại cho bà con chúng tôi. Vì đất công ty Trường Thịnh thu hồi đất của dân giao cho công ty tư nhân bán hàng lợi ích nhóm. Dân chúng tôi cần một cái sự trong sạch thanh liêm. Một cái đất nước không công bình, cần những lãnh đạo không dân chủ, mát xơi bất dân hạt, làm khổ nhân dân thôi. Rồi làm sao người dân tôi phải sống đây. Một cái đất nước không tự do, yêu cầu không dân chủ, không công bằng, không dân chủ, không công bằng, không liêm khiết. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ là những con sâu bá đuôi Trương Hòa Bình hút máu nhân dân, không tham gia lên dân thôi. Phải làm một cách công khai chính trong sạch rõ ràng. Tôi đang thách thức ông Nguyễn Thị Nhân thu hồi đất công ty Trường Thịnh Chí Minh này, trả lại cho bà con chúng tôi. Nhưng mà bà Trương Thị đất công ty Trường Thịnh thu hồi đất của dân thế thôi, giao cho công ty Trường Thịnh bán hàng lợi ích 100% rồi. Dân mất đất mất nhà, có dân quyền tôi cần một cái sự công sạch rồi, thanh liêm, có quyền biểu tình. Thì dân chúng tôi không cần những lãnh đạo ngồi mát xơi bất dân. Tôi cũng xin đại diện cho dân thôi, cho 90 triệu người dân phản ánh về vũ điện. Một cái đất nước không tự do, không dân chủ, không công bằng, không phải trả giá xăng, không liêm khiết, giá điện về giá cũ cho những con sâu cho người dân chúng tôi hút một đời sống ổn định cho dân thôi. Tôi đang thách thức ông Nguyễn Thiện Nhân. Đi về gước máy nhỏ đi. Ông nói là thành phố Hồ Chí Minh này không một dân biểu tình, nhưng mà bà Trương Thiện này sẽ đi quay người lao động thế thôi, là người lao động trái pháp luật 100% rồi. Dân mất đất mất nhà có quyền đi đòi, có quyền giải phóng rồi, có quyền biểu tình. Và tôi cũng xin đại diện cho 90 triệu người dân phản ánh về vụ điện và vụ xăng, yêu cầu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải trả giá xăng giá điện về giá cũ cho người dân chúng tôi một đời sống ổn định. Đi về gước máy nhỏ đi học về nữa.